Rồi, xin chào các bạn nha mọi người ha. Đó, hay lúng các bạn. Khu này thì chắc cũng từ đây nó dài tới kia mà chứng giữa đó chắc chia anh em rồi nó mới chặn khúc ngang anh em chứ nó lẽ chạy kia nó mau hơn. Ở đó có đường nước giữa luôn nha. Ở đây là có đường nước giữa khu nào máy bơm. Lâu lâu mới quay lại mấy con này cho anh em coi, chạy rất là đã luôn. Hàm 95 mà hàm 60 nó 95 thì nếu mà tầm cỡ 12 13 triệu anh em. À, nó rẻ hơn cái hàm của 95 gạch mà được cái nó nhẹ hơn, nhưng mà anh em phải kiếm chỗ nào nối cho tập hàm ha. Chạy nó không ngẹn chứ nó không kêu. Đó thì đó là mình là mấy ấy còn nói không tập chạy nó ngẹn anh em. Phá hoài. Bên nào ra bên đó anh em ơi. Ba đời thế hệ thứ hai anh em, đầy đầu thì bán lột vô mấy chỗ gã máy buôn máy người ta bán mất tiêu rồi, còn chỉ con một ở trên miền Tây này chỉ còn con này duy nhất thôi, cũng chỉ mình quay con này thôi chứ chưa ai quay con này luôn anh em, là con ba đời. Vì tại sao nó ba đời, tại vì hàm thì nó hàm 95, hùng thì hùng 70, bơm số động cơ chân cẳng thì của dân ma, bởi vì người ta gọi nó 3D nha các bạn. Đó, ba giới tính anh em ơi. Rồi hơi lúng nha, đất ở đây hơi lúng nha. Cần Thơ anh em ơi, Cần Thơ lâu lâu mới đi Cần Thơ một chuyến, cũng này còn sợ dịch lắm, ít đi xa anh em ơi. Lâu lâu mới đi một chuyến thì chủ yếu xuống quay con này. Ở đây thì còn hai con ở Cần Thơ này còn hai con 93 lên hàm 95 luôn anh em, em chăm luôn. Ở dưới mấy con dân ma bảy mà rồi đó, ở dưới này thì nó còn, nhưng mà bữa nay mình xuống đây mình không có điện thì mình không biết cắt ở đâu. Đó, hàm siêu to khổng lồ chưa. Hàm nói nhưng mà chạy không kêu hàm nha anh em. Giờ xịn không mà quay nó cũng anh em cũng không có thấy đâu. Rồi cái đường hàng mà nó chạy 2 mới 25 là nó thấy nó bự kìa anh em, kinh thiên động địa không, hàng 95 mà. Một số người thì người ta thích 70 lên hàng 95 đó. Dân ở đây cũng có một hai chiếc dân ma lên hàng 95 luôn chứ không có ngay này, hình như ở đây có 3 chiếc luôn, phải dùng Cần Thơ nè, 3 chiếc dân ma gặt lên hàng 95 chứ không có ha. Có con dân ma bảy màu luôn nha các bạn. Mà được cái cắt ganh là hết sảy và bảy nè anh em, thấy không? Thì rất là sạch luôn, không có ló, không có gớt trong nào luôn. Nói chung là 70 mà chạy gì nó sẽ xài xuống anh em. Còn hàm này nó dư, rất là dư. Thì nó không có xài. Đó, anh em nhìn đã chưa? Nói chung hàm nối này thì mình có một chỗ quen là anh đã nối một cái hàm chỉ là như 13 triệu, 14 triệu thành hàm mới vậy anh em ơi. Anh em lựa cái hàm nào mà đẹp nối lên, 14 triệu nó ngon. Qua 4 triệu chắc nó cũng ngon hơn hàm 95, tại vì hàm 95 anh em để vô thì cái hàm cũ anh mua, anh em mua 16 17 triệu gì rồi, 95 thì nó hút hàm anh em, mà vì anh em mất sửa lại nữa cũng tầm cái cỡ 20, còn anh mua cái hàm này nó làm rồi là cứ 10 triệu thôi, còn anh em chạy nó nhẹ đầu hơn, không có bị nặng đầu, ve bọng gì nữa.
cái động cơ nó lằn màng gòi hả? Hả? Cái này con này động cơ màng gòi phải không? Đây anh em. Sơn sơn gòi ha. Đây nắp này có nắp sơn lại ngay nè. Cái này làm gom cái đều cắt sơn luôn. Đây anh em hứng lúa. Cặp bánh chớ 6 kg mới chạy được gì? Cặp bánh chớ 6 kg nữa, chạy mua ly tắc 2 năm ha, mua ly gin. Tắc 35 bánh chín hả? Mày ở đây lâu chưa? Em ở đây 4 ngày rồi. Có chiếc máy nào đâu. Ngày chạy có 2 chiếc nhà chạy hoài. Mưa bữa nay mới còn mới kêu lại được 2-3 chiếc nữa. Vậy đó hả? Dịch bệnh ta không dám đi đâu ơi. Đây hầm nối rồi anh em. Ừ, dầm dầm đó đó. À, ở đây nồi này con không, ở đầu giang. Dạ. Này khúc này nóc khúc này sắt ha. Bây giờ. Đây khô ngay đầu nhạc không? Bơm số dăng ma, sắt dăng ma. Ngày làm 20-30 gì không? Hôm qua làm 30 mấy, còn ghê trời. Bằng 2 chiếc đó đó, 2 chiếc cũng 30 mấy công. Hai chiếc đó qua nhà hay gì? Không biết ở đâu lại. Rồi chiếc nhà đó anh viết rồi. Chiếc nhà cắt cái bên kinh bên kia. Thì tài xế dầu ăn các bạn, Facebook Zalo dầu ăn. Có chơi TikTok không? Có luôn. TikTok cái gì? TikTok luôn. TikTok dầu ăn luôn. Dầu ăn luôn hả? Dầu ăn hết luôn. Dầu ăn hết luôn nha các bạn. Anh em nào có TikTok, Facebook Zalo gì dầu ăn là ảnh không đó nha. Cái này đậu ở chỗ này mình quay bơm số không được anh em. Nói chung xịn không rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cho anh em coi. Ngồi chiếc mệt quậy luôn á. Rồi, lên dốc cái này, dốc cao lắm các bạn. Hẹp đường đi á. Đó. Cao dơ dơ. Trời, chạm nóc lên trời luôn kìa. Đuổi không? Giá thành nó không thì mình phải mất tiền thôi.